đây là bức tượng của Hera, nó sẽ có hiện tượng nếu như cô ấy đeo vòng cổ lên đó. Đây là bức tượng của Aphrodite, nó sẽ có hiện tượng nếu như cô ấy đeo vòng cổ lên đó.
cũng như linh hồn của tôi đã bị vụn vỡ. Con đường phía trước của anh cũng vụn vỡ như vậy. Hãy dựng lại linh hồn của tôi để có thể mở được lối đi cho mình. Verdet đệ tam. Thank you.
bạn có muốn lấy cái vòng cổ không? Hãy đặt cơn thịnh nộ của các vị thần lên đôi song đao của mình đi cờ ra tốt.
Bạn có muốn lấy cái vòng cổ không? Bạn có muốn đặt vòng cổ của Hera vào bức tượng của bà ta không?
bạn có muốn đặt vòng cổ của Aphrodite vào bức tượng của bà ta không? Con đường phía trước Kratos đã hiện ra rõ nét, nhưng dù sao, những ký ức đó vẫn tràn về ngay tức khắc. Nó quen thuộc và vĩnh cửu như đôi song đao đang bị xích trên cổ tay anh ta. Những ký ức về những thứ anh ta đã làm, nhân danh Ares. Ký ức về việc anh ta đã trở thành kẻ tôi mọi dưới trướng của vị thần chiến tranh, một con quái vật đã bị cướp hết nhân tính và thay vào đó là ý chí, trở thành một kẻ sát nhân, không một ai an toàn. Rất nhiều đội quân đã gục ngã trước Kratos, và lính lát của anh ta theo anh ta trên con đường chinh phục vô tận. Tất cả đều là vì cái tên của chủ nhân. Những người có ý định ngăn cản bất kỳ thể loại nào cũng đều chết ngay tức khắc. Chúng dựng nên điện thờ này để cầu nguyện cho thần Athena. Toàn bộ ngôi làng này đứng vững ở đây để chống lại chúa tể Ares. Hãy đốt cả ngôi làng này đi, thiêu rụi sạch toàn bộ. Với sự khuyến khích của vị thần chiến tranh, đội quân của Kratos càng tàn nhẫn hơn, gây sợ hãi cho cả thế giới về sự man rợ của họ. Tất cả những thứ quan trọng cần chinh phục đều nhân danh Kratos, vị thủ lĩnh tuyệt vời của họ, người đã gần như trở thành bất khả chiến bại. Anh ta chả sợ bất cứ thứ gì, nhưng có điều gì đó về ngôi đền này, thứ gì đó cấm kỵ. Tất cả bản năng của anh ta bảo với anh ta rằng đừng bao giờ bước qua ngưỡng cửa đó, không bao giờ được bước vào trong đó. Hãy cẩn thận Kratos, cái điện thờ này nguy hiểm hơn tất cả những cái anh đã biết. Nhưng lời nói của nhà tiên tri trong làng chỉ như nước đổ đầu vịt. Tham vọng của anh ta không hề từ chối nó. Tất cả những người chống lại anh ta đều phải chết. Trong khoảnh khắc đó, thứ vinh quang mà anh ta đang tận hưởng lại biến thành sự kinh dị. Hình ảnh về hai nạn nhân cuối cùng đã ở lại trong tâm trí anh ta mãi mãi. Với hành động đó, Kratos nhận ra anh ta sẽ không còn phục vụ cho chủ nhân của mình lâu nữa. Giờ đã có một thứ đang gọi tên anh ta, cái chết của Ares. Anh ta có thể giết chết vị thần chiến tranh. Ares, ông sẽ chết bởi những gì ông đã làm đêm hôm đó.
Bản phác thảo về rất nhiều những cái bẫy được đặt trong điện thờ bang Dora. Mỗi bản phác thảo phía cuối cùng luôn có tên của Pathos Verdes đệ tam. Bản phác thảo về rất nhiều những cái bẫy được đặt trong điện thờ bang Dora. Mỗi bản phác thảo phía cuối cùng luôn có tên của Pathos Verdes đệ tam. Bản phác thảo về rất nhiều những cái bẫy được đặt trong điện thờ bang Dora. Mỗi bản phác thảo phía cuối cùng luôn có tên của Pathos Verdes đệ tam. Bản phác thảo về rất nhiều những cái bẫy được đặt trong điện thờ bang Dora. Mỗi bản phác thảo phía cuối cùng luôn có tên của Pathos Verdes đệ tam. Ghi chú viết rằng: hãy cố ngăn tôi lại đi, con bé nói những vị thần là những kẻ ngu ngốc, tôi cũng là một kẻ ngu, nếu con bé có thể. Đã đúng, nhưng họ đã đến gặp tôi, họ tin tưởng vào tôi, con bé phải bị ngăn cản, nhưng giờ chúng đã đi xa mất rồi, toàn bộ gia đình của tôi không thể tiếp tục được nữa. Một lỗ chìa khóa hình dáng giống như một hộp sọ. Thank you.
Đây là một hình ảnh một người đàn ông đang đấu nhau với Dúc, nó là một hình ảnh trong tương lai. Tượng về ba vị thần, ba người anh em, chúa tể Hades, chúa tể Dúc và chúa tể Poseidon. Giờ ra tốt nhiệm vụ của anh đã đến hồi kết thúc. Anh là con người đầu tiên chạm tay vào được hộp Pandora. Athens vẫn đang đợi anh đến giải cứu. Anh phải mang cái hộp trở về thành phố của tôi và dùng nó để giết chết Ares. Hãy trở về Athens, giờ ra tốt. Trở về đó và cứu lấy thành phố của tôi đi. Cờ ra tốt, anh phải mang hộp Pandora về Athens. Anh không thể đánh bại được Ares nếu không có nó. Sau hàng ngàn năm, hộp Pandora cuối cùng đã được giải thoát khỏi sự giam cầm. Kratos đã tìm ra nó để có thể giết chết được vị thần chiến tranh. Phía xa tại Athens, Ares biết được rằng Kratos đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của anh ta. Vậy là tên Spartan nhỏ bé, ngươi đã lấy được cái hộp quý báu của Zeus rồi à? Nhưng ngươi sẽ không sống đủ lâu để được nhìn thấy nó mở ra đâu. Tao sẽ là người được nắm nó. Tạm biệt Spartan. Ngươi sẽ bị một chuỗi sâu bên trong địa ngục của Hades vĩnh viễn. Và như thế mạng sống đang bắt đầu rời xa Kratos. Suy nghĩ của anh ta lại trở về cái đêm anh ta trung thành đó. Ngay cả trong cái chết, ký ức đó, ảo ảnh đó sẽ không bao giờ phai mờ. Làm sao mà anh ta có thể quên được việc bàn tay nhuốm toàn máu bởi chính gia đình của mình? Một kế hoạch tàn nhẫn đã dàn dựng nên bởi vị thần chiến tranh. Vợ tôi, con tôi, sao lại
Họ không phải đang ở Sở Pa Tang sao? Anh đã trở thành tất cả những thứ tôi mong muốn anh trở thành rồi đấy, cờ ra tốt. Giờ thì với việc vợ và con của anh đã chết, sẽ không còn gì có thể cản bước được anh. Thậm chí anh sẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Bản thân anh sẽ trở thành một gã đồ tể của bản thân. Với việc ngọn lửa đang thiêu rụi điện thờ, Cờ Ra cũng nhận ra rằng kẻ thù thực sự chính là vị thần đã cứu cái mạng của anh, cũng là vị thần đã tước đoạt tất cả mọi thứ từ anh. Từ đêm nay trở đi, dấu vết về sự chết chóc tàn bạo của anh sẽ hiện hữu tất cả lên anh. Tro bụi từ người vợ của anh và con của anh sẽ nhắc nhở và nới chặt vào da của anh. Không bao giờ anh có thể gỡ bỏ nó xuống được. Và với lời nguyền đó, tất cả mọi người sẽ biết anh ta đã trở thành một con quái vật ra sao. Da anh ta màu trắng như màu tro của chính gia đình anh ta. Và như thế bóng ma của Sở Pa Tang đã được sinh ra. Cho đến cuối cùng, cái chết đã làm anh ta thất bại. Và với việc lính lát của Aves lấy được một bang đô ra, mạng sống của Cờ Ra tốt dần mờ nhạt đi. Và linh hồn nguyền rủa của anh ta thì bị ném vào cái hố của Hades.